Câu hỏi thú vị đầu tiên liên quan đến um, câu dòng điện xoay chiều và sử dụng đến đồ thị. Chúng ta quan sát cho thầy cái hình ảnh của đồ thị. Thế hình ảnh đồ thị chúng ta khai thác được cái gì? À, thầy đọc đầy đủ câu hỏi như sau. Câu 36 nhá. Câu 36 trong cái cuốn này và thầy đã à, đã đã gắn cái đường link cái phiếu cái cái, cái đề, đề thi thử này trên Facebook à, fanpage cũng như là trên uh, YouTube chúng ta có thể xem. Câu 36 như sau. Đặt điện áp xoay chiều U vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp và dòng điện trong đoạn mạch theo thời gian cho như hình vẽ. Nhìn vẽ đây, thầy đã vẽ lại rồi. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là bao nhiêu? A 100W, B 200W, C 22W và D 50W. Với một câu bất kỳ Bao giờ thầy cũng phải phân tích câu hỏi hỏi gì À người ta hỏi công suất tiêu thụ Có hai công thức tính công suất tiêu thụ Đó là gì nhỉ Chúng ta quan sát cái hình này P Bằng U Nhân Y Nhân với cốt Cốt phi Công thức thứ hai Luôn luôn đúng là R Y bình Y bình phương Lấy điện trở nhân với bình phương cường độ dòng điện Mà ở đây cho cái 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 đồ thị UI thì chắc là sẽ sử dụng công thức P UI cốt phi. Xong, lúc này ta mới đi tìm các thông tin tương ứng để thay vào. Công thức thứ hai loại rồi bởi vì không có điện trở R, đúng không? Rồi. Lớp 10 thì thầy vẫn tối thứ ba nhá. Cố gắng quan sát cái hình vẽ cho thầy. Xin chào bạn Linh Nguyễn Chào em đi Ok Thầy tiếp tục Khai thác À U hiệu dụng và Y hiệu dụng Ta khai thác đồ thị thì có U cực đại và Y cực đại nhìn này Đồ thị của à, đồ thị của U là đường màu vàng Đồ thị của Y là đường màu trắng Nhớ là quan tâm đến cái chỉ số ấy. Đây là 10 mũ 2 Tức là các thông số trên đồ thị Chúng ta nhân thêm với 100 Đúng không? Thế ở đây là giá trị lớn nhất của U đúng không? Ta có U0 bằng 2 x 10 mũ 2 tức là 200, 200 V. Còn Y không nhân thêm cái gì cả. Ta có Y0. Cái giá trị cao nhất này Giá trị cao nhất ở biên thì Y0 sẽ bằng 1 A. Từ đó ta dễ dàng suy ra được hiệu dụng U hiệu dụng và Y hiệu dụng. Quan sát tiếp để lát nữa thấy khai thác này à, Anh này là U thì đi qua vị trí 100, 100 V Ở thời điểm ban đầu Còn anh Y này đi qua vị trí 1 A Ở thời điểm ban đầu Đúng không? Còn tất nhiên là hai anh này nhìn vào đồ thị Chúng ta biết ngay cái cái chu kỳ bằng nhau Đương nhiên phải chu kỳ bằng nhau rồi Không phải băn khoăn chỗ đấy nữa Thế bây giờ thầy mình đi khai thác Ok, thầy sẽ đi khai thác Sử dụng vòng tròn lượng giác để thầy phát hiện ra pha ban đầu Bởi vì pha, độ lệch pha giữa U và Y là bằng phi U Trừ đi phi, phi Y Đúng không? Ở đây thầy sẽ suy ra được cái gì? Suy ra được U hiệu dụng Bằng U0 chia căn 2 tức là bằng 100 Căn 2 V Còn anh này sẽ suy ra được Y hiệu dụng Bằng Y0 chia căn 2 tức là bằng 1 chia cho căn 2 ampe. Bây giờ thầy sẽ sử dụng vòng tròn lượng giác để xác định pha ban đầu của từng anh. Coi như là học lại vòng tròn lượng giác một chút nhá. Chúng ta quan sát kỹ. Nhớ này. Tại thời điểm t bằng 0 thì hiệu điện thế đi qua vị trí 1 nhân 10 mũ 2 tức là 100 V. Tại thời điểm ban đầu thằng Y đi qua vị trí 1 a à, thầy sẽ vẽ hai vòng tròn lượng giác. Đây là U này Đây là U0 U0 là 2 200 Trừ 200 Đúng không? Chỗ này là là 0 Đây là Y Đây là dương 1 Đây là âm Âm 1 Đây là 0 rồi, chúng ta vừa khẳng định tại thời điểm ban đầu thì thằng U0 nó đi qua vị trí 100. À 100 và đang tăng hay đang giảm? Đang đi đi lên đúng không? 100 và đang đi lên. À đây, 100, dương 100 ở đây. Đây là 100. Thế thì lấy vị trí dưới hay vị trí trên? Đang tăng. Anh này là đang đang giảm đúng không? Anh này mới là đang đang tăng tức là cái vị trí chúng ta xét là vị trí này. Tại thời điểm ban đầu. Đó thì cái góc này là pha ban đầu phi phi u đúng không ta dễ dàng giải ra cái cốt phi u này đúng không cốt cái phi u này cốt ở đây chúng ta tính giá trị về đại số đúng không nhưng mà khi tính là góc hình học cho nên góc này chắc chắn phi nó phải là giá trị trị âm đúng không ta sẽ có là cốt trị tuyệt đối của phi u tức là giá trị hình học thầy giải chi tiết nha thì nó sẽ bằng cốt thì bằng kề là 100 huyền là 200 bằng 1 phần 2 suy ra độ lớn của phi u bằng pi trên trên 3 nhưng mà vì nó ở phía bên dưới của trục u cho nên phi của chúng ta sẽ lấy bằng phi u bằng gì? bằng trừ P trên trên 3 đúng không? quay trở lại cái y y thì tại thời điểm ban đầu nó đi ở vị trí cực đại đúng không tức là biên dương nó trùng vị trí này luôn à, trùng vị trí này luôn thì phi y bằng bằng không đúng không từ đó chúng ta sẽ có phi u trừ phi I bằng bao nhiêu đấy bằng trừ pi trên 3 trừ 0 thì bằng trừ pi trên 3 u y cốt phi biết ta sẽ giải ra được B bằng 100 căn 2 nhân 1 trên căn 2 nhân cốt trừ phi trên trên 3. Cốt trừ phi trên 3 là 1 phần 2. Chỗ này triệt tiêu. Vậy P sẽ bằng 50 50 W. 50 W. Đó. Thế thì đối chiếu với cái đáp án của của đề, ta sẽ có đáp án là đáp án D. Câu 36 đáp án D. Đó, đáp án D. Thế chúng ta sẽ xem có hỏi gì không. Nếu hỏi gì thầy sẽ giải đáp. Xin chào bạn Nguyễn Trung Nghĩa. À, thầy ơi, phi U mình lấy 100 chia căn 2 trong đồ thị được không? Nó đấy, nó chính là 100 chia cho 200 đấy. Đúng rồi. Rồi, thầy giải khá là kỹ. Nhớ là đợt này thầy giải kỹ, còn sau này giải những cái đề khác thì không lại giải kỹ như thế đâu. Đúng không? Đấy là bài đầu tiên. Thầy tiếp tục sang chúng ta đọc trước cho thầy download cái đề và đọc trước cho thầy câu 37, thầy tiếp tục chữa câu 37. Thầy sẽ phân tích câu 37 một câu hơi thừa dữ kiện một chút Thầy sẽ phân tích cho chúng ta là nếu mà bỏ qua cái dữ kiện này ta vẫn giải được bình thường Nha. Thầy sẽ bỏ qua một dữ kiện để, để thấy rằng là chúng ta vẫn làm được bình thường nếu gặp bài tương tự Nhưng nếu mà có thì chúng ta chỉ cần làm một nửa Nếu mà có dữ kiện này chúng ta chỉ cần làm một nửa thôi và kết quả nó không có gì vô lý cả. À, đề bài ở trong đường link chúng ta kiểm tra đường link trên cái cái caption của cái buổi trực tiếp này nhé. Thầy tiếp tục. Câu số 37, nội dung câu 37 như sau. Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L bằng 0,4 trên pi Henry. L bằng 0,4 chia cho pi Henry. Mắc nối tiếp với tụ điện C đặt vào hai đầu điện à có hai thành phần rồi là cuộn dây, cuộn dây này không khẳng định là thuần cảm nhé. Với tụ điện C có thể có điện trở R Chắc là có điện trở R bởi vì lát nữa sẽ có dữ kiện liên quan Đặt vào hai đầu hiệu điện thế là U bằng U căn 2 Cốt 100 pi t U0 và omega không đổi Tức là cả cái cụm này không đổi này Khi C bằng C1 Thầy giải trong cái trường hợp là không biết C1 Đầu bài này thì cho C1 Nhưng không cần không cần tìm với bài này không cần C1 ta vẫn làm được bình thường nha yeah. cho nên với cái đề này nếu cho C1 chúng ta chỉ cần khai thác một khía cạnh thôi một ý thôi còn nếu mà không cho C1 thì chắc chắn phải khai thác cả hai khía cạnh khi C bằng C1 thì UC bằng UC max bằng 100 căn 5 V khi C Bằng C2 Bằng 2,5 C1 Thì Cường độ dòng điện Trễ pha Y Trễ pha Hơn U Một góc Là Pi Trên 4 Hai dữ kiện quan trọng Và người ta hỏi U bằng bao nhiêu Đáp án A 500V Đáp án B 150V Đáp án C 200V Và đáp án D 100V Nếu có dự kiện C như đầu bài trong sách giáo khoa À trong, trong cái cái quyển này Thì chúng ta chỉ cần khai thác mỗi dự kiện này thôi Là ra kết quả luôn Bằng 2 x 1 4 trên pi Nhưng mà không có cái dự kiện này ta vẫn làm được bình thường Nha. Thế thì ở đây chúng ta dễ dàng này Omega bằng 100 100 pi từ đó chúng ta sẽ có ZL bằng L nhân với omega bằng 40 40 ohm. Rồi, ta khai thác này. Khi C bằng C1 tức là ta có ZC1 thì UC max nhớ cái bài toán mà C biến đổi để UC max thì UC max bằng bằng U chia cho R căn bậc 2 của r bình cộng với z l bình. Và khi đó zc tức là zc1 đấy bằng bằng gì? Bằng r bình cộng với zl bình phương chia cho zl. Đấy là khai thác anh thứ nhất. Khai thác anh thứ hai là y trễ pha hơn u Một góc pi trên 4 Chẳng qua là phi Bằng phi u trừ phi y Thì sẽ bằng Dương pi trên 4 Tức là u nhanh pha hơn Hơn y đúng không Ta sẽ khai thác được À ở đây ta sẽ có này C2 Bằng 2,5 C1 Thì thầy sẽ suy ra được là zc2 Bởi vì zc nó tỉ lệ nghịch với c sẽ bằng ZC1 chia cho 2,5 bởi vì C và ZC tỷ lệ nghịch với nhau. Tức là chỗ này bằng bao nhiêu? ZC1 tức là ZC2 nó bằng ZC1 chia cho 2,5. Rồi, thôi cứ để này đã. Thì ta sẽ có này. Tang phi bằng ZL trừ ZC2 chia cho chia cho R. Đúng không? Ở đây tương đương với Z L trừ ZC1 chia cho 2, 2,5 chia cho R thì bằng bao nhiêu? Bằng tang của pi trên 4 bằng 1. Đó, tang pi trên 4 bằng 1. Thế thì có lẽ là thầy để nguyên đi, sau đó thầy thay thay thế sau, chỗ này thầy cứ để zc2 để cho nó dễ. zc2. Đó. Từ đây thầy sẽ suy ra được gì? R nhân chéo lên thầy sẽ có là zc2 bằng zl. Trừ đi. R. Đúng không? Chuyển vế đổi dấu. Nhân chéo lên. Rồi, trừ R. Tức là bằng bao nhiêu? Bằng à, 40 trừ đi R. Đây là ZC. ZC2. Ở đây là ZC1. Đây là 1. Đây là 2. Đây là 3. Từ 1, 2, 3 ta sẽ suy ra. 1, 2 3 Đó, thế ta lại lấy 2,5 ZC2 2,5 ZC2 đây là 40 trừ đi R sẽ bằng ra chưa? R bình phương Đúng không? R bình phương cộng với ZL bình phương tức là 40 bình phương chia cho ZL là 40. Đúng không? Nhân chéo lên. Chỗ này ta sẽ có là 100 Đúng không? 100 40 trừ đi R bằng R bình trừ đi a à cộng với 1600. Ta sẽ có R bình cộng với 100 R. Đúng không? 100R R bình cộng 100R. Chỗ này là 4000 trừ đi 1600 thì sẽ là 2000 400 bằng 0. Ta sẽ sử dụng máy tính để tính R bằng 20 R bằng âm 120 thì loại Chúng ta chỉ có một giá trị R bằng 20 R bằng 20 thì quay ngược trở lại đây Chúng ta sẽ Sẽ suy ra được gì Suy ra được U Đúng không Thầy sẽ có này U C max đầu bài cho là 1 100 căn Căn 5 Bằng U chia cho R là 20 căn bậc 2 của R bình là 20 bình cộng với 40 bình. Thì cái vế này là 100 căn 5. Chỗ này là đặt 20 bình phương ra ngoài thì bên trong này là 20 bình phương nhân với với 5 khai căn ra thì triệt tiêu 20 tức là u căn căn 5. Từ đó u sẽ bằng 100 100 V. Thế u bằng 100 V thì câu số 37 này chúng ta sẽ có đáp án là đáp án d tiếp lại là đáp án d đó thế một câu này à, nếu mà có dữ kiện của ý a thì ok luôn a à, bạn đặng à, tấn đô thân mến là cái công thức đó là ở cái bài toán c biến đổi để uc cực đại thì có cái thì có cái, cái kết quả này nha mở cái video của thầy liên quan đến bài toán cực trị hiệu điện thế à, c biến đổi để uc max ở cái công thức nhớ nhớ nhà cái công thức đấy là công thức hệ quả của bài toán c biến đổi để uc max nó chứng minh rất là dài có cái hệ quả này chúng ta phải đi chứng minh lại tìm cho thầy bài toán cái cái file uh, video này cái video là cực trị hiệu điện thế nha rồi bạn Phương Nam bảo là hai năm trước học thầy thì thầy trẻ hơn nhiều bây giờ thầy quá già rồi đúng không rồi cảm ơn bạn vẫn nhớ thầy là được rồi à, khó ở cái chỗ công thức 1 đúng không? Chúng ta khó ở chỗ công thức 1 Đây tiếp tục sang câu 38. À xin lỗi là đúng rồi câu 38. Câu 38. Câu 38 lại liên quan đến câu về dòng điện xoay chiều. Và cách làm nó hơi khác lạ so với những bài toán thông thường của các em. Đặt điện áp xoay chiều U bằng U0 cốt omega t cộng p trên 12 rất nhiều bạn bị băn khoăn bởi cái pha ban đầu của U. Vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần nối tiếp với tụ điện. À. Điện trở thuần, cuộn cảm thuần nối tiếp tụ điện. Đây. R L C. Trong đó R bằng ZL sẽ bằng 3 ZC. Tại thời điểm bất kỳ t thì người ta bảo điện áp tức thời trên tụ điện đạt giá trị cực đại U C bằng U0C bằng 60 V. 60 V. Thì độ lớn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch độ lớn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch đó. A 120V, B 60 căn 13, C 60V và D 40V. Chúng ta sẽ xử lý bài này. Cái thông tin thú vị này. Đó. Rồi, bình tĩnh, thầy bài này thầy sẽ phân tích kỹ hơn. Đây Trong cái đồ thị chúng ta sẽ phát hiện cái độ lệch pha giữa các yếu tố Và nhớ cái thông tin cho thầy là U tức thời giữa hai đoạn đoạn mạch Bằng U tức thời giữa hai đầu điện trở Cộng U tức thời giữa hai đầu tụ điện Cộng U tức thời giữa hai đầu quận Quận dây Đúng không? Biết cái giá trị chúng ta lấy trị tuyệt đối là xong Đúng không? À nhớ lại cái mối liên hệ về pha Cường độ dòng điện đây đội dòng điện đó. U hướng lên, chẳng biết anh nào dài hơn anh nào. Ở đây là U lớn hơn UC C rồi. U R, Chúng ta có nhận xét đặc biệt Bởi vì ở đây người ta cho thông tin liên quan đến UC Bằng giá trị cực đại Đúng không? UC vuông góc à, vuông pha với UR UL vuông pha với U U gì? UR Đúng không? UL ngược pha với U UC khai thác điều này đúng không? Ta có, ta có này, à, hai thằng này vuông pha uc vuông pha với ur thì khi uc là mắc, vì nó vuông pha mà hai thằng vuông pha một thằng mắc thì thằng kia phải là là bằng không, thì suy ra ur phải bằng bằng không, đúng không? Hai thằng vuông pha thằng này mắc tức là nằm ngang thì thằng kia thẳng đứng thẳng đứng thì chiếu xuống cái vòng tròn lượng giác thì nó bằng bằng không được chưa bằng không u thức thời tiếp tục hai ngược pha thì ta sẽ có này à zl bằng 3 lần zc sẽ suy ra u không l bằng 3 lần u U0, không u không c từ đó chúng ta sẽ có được là ul bằng trừ 3 u c trừ 3 bởi vì là ngược pha đấy à từ đó chúng ta sẽ thay vào trừ 3 nhân với 60 bằng trừ 180 80 v từ đó chúng ta sẽ suy ra được u u bằng u r cộng u l cộng với u u c bằng 0 trừ 180 cộng 60 bằng trừ -120 V. Đấy là giá trị tức thời. Chúng ta suy ra độ lớn của giá trị tức thời U bằng 120 20 V. Vậy đáp án của, của câu này phải là đáp án gì? Đáp án A. Câu 38 ta có đáp án A. Rồi rất nhiều bạn đang theo dõi thầy trên kênh YouTube. Nhớ là cái link đề chúng ta cần xem trên đó nha. Rồi các bạn đang trao đổi rất nhiều vấn đề. Chúng ta tiếp tục sang câu 39. Câu 39, một câu liên quan đến giao thoa sóng ánh sáng. Không hề khó khăn nha. Các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Thầy loanh quanh xóa bảng thôi chứ không đi đâu cả. À chúng ta tiếp tục sang câu 39. Trong thí nghiệm yăng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,4 mm. a 0,4 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 3 m. d bằng 3 m Nguồn sáng đặt trong không khí có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm Tức là lambda chạy trong khoảng 0,38 đến 0,716 micromet Thay đổi ra micromet những cái cái đơn vị thông thường hay sử dụng M là một điểm trên màn cách vân trung tâm là 27 mm có xm bằng 27 mm là những đơn vị hay sử dụng. Giá trị trung bình của các bước sóng cho vân sáng tại m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 547,6 nm B. 534,8 nm C. 570 nm và D. 672,6 nm Chúng ta tìm thôi Chúng ta sẽ tìm bởi vì đây là ánh sáng trắng, trắng Thì cái bài toán về ánh sáng trắng thầy đã hướng dẫn rồi Trong một buổi trực tiếp Đợt trước thầy đã hướng dẫn Chúng ta làm bài toán này như sau Ta có x sáng là xm Các vị trí của các bức xạ khác Thì tuân theo công thức là K lambda D Chia cho chia cho A Đúng không? À, thực ra là để 380 Hay là 3, 0,38 micromet cũng đều được cả Nhưng ở đây là mm thì thầy để anh này là nanomet à, micromet Thầy sẽ có lambda bằng xm nhân a chia cho k kd Sau này có bao nhiêu giá trị của k thì có bấy nhiêu giá trị của của lambda Sau đó cộng lại chúng ta sẽ chia chia trung bình Đúng không? Thầy có lambda bằng XM 27 A là 0,4 Chia cho K Nhân với Nhân đề 3 27 chia cho 3 Bằng 9 9, 4, 36, 3,6 Chia cho K Và khi đó đơn vị anh này là micro Mét Bây giờ thầy Ở đây Là thầy đã để micromet rồi Nếu không mà cho vào biểu thức này thì chúng ta sẽ đổi anh này ra nanomet. Từ micromet đổi ra nanomet nhân với 1000. Còn ở đây là micromet nó cùng đơn vị rồi thì thầy sẽ cho lambda lớn hơn hoặc bằng 0,38 và nhỏ hơn hoặc bằng 0,76. 0,38 nhỏ hơn bằng 3,6 chia cho k nhỏ hơn hoặc bằng 0,76. Từ đó ta sẽ có K lớn hơn hoặc bằng và nhỏ hơn hoặc bằng. Nhỏ hơn hoặc bằng, à lớn bằng. K lớn bằng 4,74. nhỏ hơn bằng 9,47. Vì k là số nguyên cho nên ta sẽ suy ra được k sẽ bằng mấy? bằng 5, 6, 7, 8 và và 9. Đó. k bằng 5. Thì ta sẽ có lambda bằng 3,6 lambda bằng 3,6 trên k. 0,72 micromet bằng 720 nanomet. K bằng 6. Lambda bằng 3,6 chia cho 6 bằng 0,6 micromet bằng 600 nanomet. K bằng 7. Lambda xấp xỉ bằng

lambda bằng à, 0,4 micromet bằng 400 nanomet. Từ đấy chúng ta sẽ có lambda trung bình xỉ. Cộng tất cả anh này chia cho chia cho 5 đúng không? 720 cộng 600 cộng 514 450 cộng 450 cộng 400 chia cho 5 5, 3, 6, 8 nanomet Ta sẽ chọn các đáp án 5, 3, 6, 8 Ở đây có 5, 4, 7, 6 5, 3, 4, 8 5, 7, 10. Vậy đáp án của câu 39 Sẽ là đáp án B Này ứng với đáp án B nó gần với 534,8 nhất. 534 nó lệch có 2 thôi, đúng không? Lệch có 2. Đáp án của câu 39 là đáp án B. Không có gì quá vất vả cả. Nhưng mà để mà giải ra thì nó mất nó hơi mất thời gian đúng không? Chúng ta tiếp tục sang câu 40. Một câu khá là là thú vị liên quan đến định luật bảo toàn động lượng. Chắc có những bạn mà chưa học đến thì cảm giác nó hơi khó chịu đúng không? Rồi thầy tiếp tục câu cuối cùng. Học đến đâu chúng ta xem đến đó thì cũng thú vị đúng không? Chúng ta có thể lưu lại để để xem khi chúng ta học đến cái phần tương ứng Câu cuối cùng. Câu 40. Một hạt nhân X ban đầu đứng yên phóng xạ alpha biến thành hạt nhân Y. Có phóng xạ alpha biến thành hạt nhân Y. Biết số khối à biết hạt nhân X có số khối là A, hạt alpha tốc độ là V. Alpha có tốc độ là V. Lấy khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó tính theo đơn vị là U. Tốc độ hạt nhân Y bằng bao nhiêu? V, Y. A, 2V chia cho A cộng 4. B, 4V chia A cộng 4. C, 2V chia cho A chữ 4. Và D, 4V chia cho A chữ 4. Thế giờ ở đây chúng ta phải làm những cái thao tác như sau. Trước tiên cân bằng đứng ứng. À, heli 42 chính là hạt alpha. Ta sẽ có x a z sẽ chuyển thành heli 42. Đây chính là hạt alpha. Cộng với y theo cái định, các định luật bảo toàn về điện tích và bảo toàn số khối thì y sẽ bằng a trừ đi trừ đi 4 anh này sẽ là z trừ đi trừ 2 ta sẽ có m y sẽ bằng a trừ 4 tính theo đơn vị là u còn m của hạt alpha sẽ bằng gì đây 4 4 u đầu tiên anh này đứng yên sau đó vỡ thành hai anh thì chúng ta sẽ nhớ là theo định luật bảo toàn động lượng bảo toàn động lượng Lúc đầu sẽ có động lượng là 0. Sau đó chúng ta sẽ có động lượng của hạt nhân alpha cộng động lượng của hạt nhân y. Đúng không? Có nghĩa là hai anh này cùng phương ngược chiều đây. P alpha bằng trừ P y. P Nếu vẽ hình chúng ta có thể thấy là lúc đầu nó đứng yên, sau đó nó vỡ ra hai hạt thì hai anh này phải chuyển động ngược hướng nhau và có động lượng bằng bằng nhau. Đúng không? Thế thì hai vectơ mà đối nhau thì độ lớn của chúng bằng nhau, P alpha sẽ bằng P. P I. P alpha thì bằng m alpha nhân độ lớn của nó là V, còn anh này là m I nhân với V Vi. m alpha là 4u nhân V, anh này là m I là a trừ 4 u nhân với v vi. Rút gọn u đi thì ta sẽ có vi bằng 4 4v chia cho a chữ, chữ 4. Thế thì đáp án của câu số 40 đề số 1 này nó chính là đáp án đáp án D. Đáp án của câu 40 là đáp án D. Đó. Ngoài cái bài tập áp dụng bảo toàn động lượng thì chúng ta sẽ có cái bài tập mà khó tiếp theo cái dạng khó tiếp theo chỉ là hai anh nha nha có bảo toàn động lượng kết hợp với là tìm nhiệt lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân đó là những bài toán mà khó nhất là liên quan đến hạt nhân nguyên tử khi học đến phần này chúng ta sẽ sẽ rõ và thực ra là ở trong cái video của thầy liên quan đến video bài giảng liên quan đến phản ứng hạt nhân đã có chúng ta có thể theo dõi trên trên YouTube. Rồi có cả Việt Hoàng tham gia. Việt Hoàng không biết còn nhớ hay không? Xin chào bạn Bảo. Như thế thầy đã chữa 5 câu khá là 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 lạ và hơi khó một chút để giúp chúng ta thấy rằng là là nếu khó thì bám vào kiến thức cơ bản chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được. À, tuần sau thầy sẽ dựa vào cái uh, mong muốn của các em, có thể thầy sẽ chữa bài tập liên quan đến phản ứng hạt nhân hay là một chủ đề khó nào đó mà chúng ta cần quan tâm. À, xin lỗi các bạn đang theo dõi thầy trên kênh YouTube thì uh, không để ý quá nhiều. Uh, khi khi thầy thầy giải cho nên chúng ta có có thể là chịu khó xem lại giúp thầy. có lẽ là buổi uh, Clip chữa đầy minh họa số 1 với 5 câu hỏi khó và lạ của thầy đến đây là kết thúc Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong cái buổi clip vào tuần sau Hy vọng rằng chúng ta luôn luôn duy trì được phong độ và tiếp tục ôn tập Chinh phục kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 với điểm số tốt nhất Xin chào tạm biệt